Xin chào các bạn. Như vậy là ca khúc Đổ Ta Không Đổ Nàng sau một thời gian trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, đặc biệt là YouTube, đã được nhiều ca sĩ, nghệ sĩ và thậm chí những người làm YouTuber đã cover lại rất là hay, rất là ấn tượng, khiến cho những cái trang YouTube của các ca sĩ nổi tiếng cũng như là những người cover lại đã đến hàng triệu lượt view. Tuy nhiên thì ngày hôm nay YouTuber đã chính thức gỡ tất cả những cái video có liên quan đến bài Đổ Ta Không Đổ Nàng do liên quan đến vi phạm bản quyền. Và hiện nay khi chúng ta lên YouTube để tìm kiếm bài Đổ Ta Không Đổ Nàng thì đã không còn nữa, chỉ còn có của ca sĩ nổi tiếng đó là Khánh Phương còn tồn tại, bởi vì Khánh Phương đã mua lại bản quyền để cover bài hát này rồi. Còn toàn bộ những ca khúc do của Đồ Ta Không Đồ Nàng do những ca sĩ khác và những cái người hát không chuyên nghiệp khác cover đăng lên tung lên YouTube thì đã bị gỡ toàn bộ. Như vậy là cái ca khúc mà đã làm cháy máy của biết bao nhiêu giới trẻ đã không còn tồn tại nữa. Như vậy là ai còn muốn cover lại hoặc là muốn tiếp tục hát, muốn thể hiện cái ca khúc đang hot hòn hot này thì sẽ phải mất tiền để mua bản quyền. Có chăng những ai muốn để nghe lại cái ca khúc này thì may mắn chăng chỉ có những người đã tài sản về. Bản thân tôi cũng đã tài về được hai bản cover của Khánh Phương và của ca sĩ gì có liên quan đến Từ Quỳnh, tôi cũng quên mất rồi. Xin chào tạm biệt các bạn.